Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Hơn 1,43 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả ở Quảng Đông và 70 người thiệt mạng trong vùng nước ngập sâu 3 mét. Kính thưa quý vị, tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày và hơn 1,43 triệu người bị ảnh hưởng. Thành phố Triều Châu và thành phố Sán Đầu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nước cao tới 3 mét. Cho đến nay, 70 người đã thiệt mạng ở hai nơi, trong đó 6 người chết vì điện giật. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, tính đến nay, do mưa lớn, 29 quận huyện ở tỉnh Quảng Đông đã bị lũ lụt với dân số 1,4374 triệu người, 137.000 người được chuyển đến nơi an toàn, 83 ngôi nhà bị sập và 45.700 cây trồng bị thiệt hại. Hecta thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,102 tỷ nhân dân tệ. Các chuyên gia của Đài quan sát khí tượng Quảng Đông cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến lượng mưa lớn là do áp thấp của gió mùa. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày ở thị trấn Gao Tan, huyện Huy Đông, Huệ Châu đạt 1.234,4mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử. Lượng mưa ngày hôm đó tương đương với lượng mưa của một năm ở Thượng Hải và một năm rưỡi ở Bắc Kinh. Thành phố Quảng Châu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn vào thứ Bảy. Tianhe, Yaoshu, Liwan, Panyu là các quận khác đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng và thành phố đã đưa ra tiêu chuẩn ứng phó khẩn cấp 3 cấp đối với mưa lớn. Trong đợt mưa bão, khu vực đô thị trung tâm của Sán Đầu, quận Triều Dương và quận Chao Nan bị ngập nặng nhất. Tổng cộng 179 ngôi làng ở quận Chao Nan của thành phố Sán Đầu bị ngập lụt, nơi nước sâu nhất lên tới 3 mét và ngập lụt lên mái nhà. Nhiều cư dân mạng địa phương đang trên Weibo cho biết nhiều người bị mắc kẹt trên lầu, đói khát, điện nước bị cắt, điện thoại di động không liên lạc được. Một số cư dân mạng cũng chỉ trích rằng các công trình thoát nước và chức năng trữ nước của địa phương kém, trận lũ nào cũng gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản, đồng thời cho rằng chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Tình trạng ngập lụt ở thành phố Sán Đầu là nghiêm trọng nhất. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trên lầu, chết đói. Tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong nhiều ngày, ảnh hưởng đến hơn 1,43 triệu người. Thành phố Triều Châu và thành phố Sán Đầu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nước đọng cao tới 3 mét. Một số cư dân mạng ở Quảng Đông đã chỉ trích rằng các cơ sở thoát nước địa phương và chức năng trữ nước kém, mỗi trận lũ lụt đều gây ra thương vong và thiệt hại tài sản, đồng thời cho rằng chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Hiện tượng ngập úng ở khu vực phía nam quận Triều An, thành phố Triều Châu cũng rất nghiêm trọng. Vào khoảng 7 giờ sáng qua, hai cha con người dân địa phương đã bị điện giật tử vong khi chuẩn bị di tản đến nơi cao giáo. Theo các nhân viên chính quyền địa phương, người đàn ông đã chết tên Ly, sinh năm 1983 và con gái anh ta sinh năm 2010. Do trời mưa, đường có nước, một số dây điện rơi ra chạm vào đường, con gái bị điện giật trước, ông Ly bị điện giật khi cứu con gái. Sở Công an Sán Đầu cũng có thông báo về trường hợp hai người bị điện giật tử vong. Một đoạn video cho thấy con đường bị ngập do mưa lớn gần trường tiểu học Santu Ocean và hai người đi bộ đã vô tình ngã xuống đất khi họ đi ngang qua địa điểm xảy ra tai nạn. Sau khi sự cố xảy ra, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành cắt điện trên tuyến đường. Danh tính người thiệt mạng hiện đang được điều tra làm rõ. Ngoài ra, ba trẻ nhỏ cũng bị lũ cuốn trôi ở Semapu, thành phố Sán Đầu. Một số cư dân mạng chỉ ra ba cháu nhỏ 3 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi, ba người được xác nhận đã tử vong. Thâm Quyến cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa xối xả này. Người dân địa phương chỉ ra rằng 19 hồ chứa địa phương bất ngờ xả lũ vào tối ngày hôm trước đó, nhưng nhiều người dân không nhận được thông báo và đã quá muộn để ứng phó. Tại phố Buji ở trung tâm Thâm Quyến, hơn 120 cơ sở kinh doanh bị ngập trong đợt xả lũ và mất trắng mọi thứ. Một doanh nhân nói rằng lũ lụt đã khiến ông ấy thiệt hại hơn 1 triệu nhân dân tệ và nửa thế kỷ kinh doanh đã bị phá hủy. Cha tôi tức giận đến mức phải nhập viện khi biết tin.
Nhiệt độ cao, gió giật mạnh và mưa đá ở gần 20 tỉnh thành ở Trung Quốc, mưa đá to bằng quả trứng ở Thượng Hải. Quý vị thân mến, vào ngày mai sẽ có dông hoặc mưa đá từ 8 đến 10 độ ở 12 tỉnh thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, và mưa lớn trong thời gian ngắn ở 18 tỉnh và thành phố. Ở Thượng Hải đã xảy ra những trận mưa đá lớn bằng quả trứng. Cùng ngày, 18 tỉnh thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tân Cương, Tứ Xuyên đã trải qua nhiệt độ cao 35-39 độ C, nhiệt độ cục bộ lên tới 40 độ C. Chiều hôm qua, Shanghai Hoi lao thẳng vào danh sách hot search của Weibo đại lục. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải hoặc đăng tải hình ảnh và video cho thấy hình ảnh Thượng Hải bị mưa đá. Trong video, dù là trên đường, trên sân nhỏ của một gia đình hay trong bãi đậu xe của một cộng đồng đều có thể thấy mưa đá ập xuống, mưa đá ập vào cửa sổ, cửa kính ô tô, cây cối mặt đất. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy các công dân nhặt được những viên đá có kích thước bằng một quả trứng. Tờ The Paper cho biết, cư dân mạng cho rằng trận mưa đá lớn nhất lần này có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo mưa đá màu da cam lúc 12:42 ngày hôm qua. Dự báo trong 2 giờ tới, khả năng cao xảy ra mưa đá ở Baosan, phía bắc thành phố trung tâm Jiading, Miyang, Qingpu, Songjiang, Chongming và những nơi khác. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam đã được cập nhật thành cảnh báo mưa bão màu vàng. Hiện tại nhiệt độ cao của Thượng Hải màu da cam, sấm sét vàng, mưa bão vàng, gió giật màu vàng, mưa đá cam 5 cảnh báo đang treo cao. Ngoài Thượng Hải, 11 tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá từ 8 đến 10 độ. Đài quan sát khí tượng Trung ương đất liền đưa ra cảnh báo màu xanh lam cho thời tiết đối lưu mạnh lúc 10 giờ ngày hôm qua. Từ 2 giờ chiều ngày hôm qua đến 2 giờ chiều ngày hôm nay, ở phía đông và trung nam Nội Mông, tây nam Hắc Long Giang, tây Cát Lâm, đông bắc Thiểm Tây và bắc Sơn Tây, tây và trung và bắc Hà Bắc, đông và tây bắc Bắc Kinh, Thiên Tân, Bắc Sơn Đông, trung Chiết Giang, đông nam Quảng Tây và các khu vực khác sẽ có 8 đến 10 cơn dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Khu vực Hê Tao và trung và đông Nội Mông, tây nam Hắc Long Giang, tây Cát Lâm, nam và tây Liêu Ninh, đông bắc Thiểm Tây, bắc Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, bắc và đông Sơn Đông, nam Giang Tô, Chiết Giang, trung và nam Phúc Kiến, tây bắc Quý Châu và 18 nơi bao gồm trung tâm, Vân Nam, trung tâm và nam Quảng Tây, tây Quảng Đông và đảo Hải Nam đã trải qua lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa hàng giờ từ 30 đến 50 mm và lượng mưa cục bộ trên 80 mm. Dự kiến thời gian ảnh hưởng chính của thời tiết đối lưu mạnh sẽ từ chiều ngày hôm nay đến ngày mai, đồng thời 18 tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải đang có nhiệt độ cao. Vào lúc 6 giờ sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương của đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Dự kiến trong ngày mai, Bắc Kinh, Trung và Nam Hà Bắc, hầu hết Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Thượng Hải, Hồ Bắc, hầu hết Hồ Nam, hầu hết Giang Tây, Chiết Giang, hầu hết Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Lưu Vực, Trùng Khánh, phía Tây Nội Mông, miền Trung và Bắc Ninh Hạ, Tân Cương, Tupan và Đông Nam Tân Cương, Lưu Vực có thời tiết nhiệt độ cao 35-39 độ C. Trong số đó, nhiệt độ cục bộ ở Bắc Trùng Khánh, Tupan, Tân Cương và những nơi khác có thể lên tới 40 độ C. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đổ bộ nhiều nơi. Miền Bắc nắng, miền Nam mưa. Kể từ đầu mùa lũ, miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là miền Nam Trung Quốc liên tục có mưa, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều nơi. Theo thống kê của Cục Khí tượng, trong thời kỳ nước chảy thuyền rồng ở Nam Trung Quốc năm nay, lượng mưa trung bình ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam là 472,5mm, nhiều thứ hai kể từ năm 1951 và chỉ ít hơn so với cùng kỳ năm 2008. Lượng mưa tích lũy ở thị trấn Daimasan, huyện Liên Nam, Quảng Đông đạt 1689,2mm và lượng mưa hàng ngày ở Quảng Đông Jingde là 292,9mm và Thiều Quan là 286,4mm, Quảng Tây Huân Giang là 280,3mm và những nơi khác vượt quá mức cực đoan lịch sử. Vào tháng 7 vừa qua, 4 trận mưa bão khu vực đã xảy ra ở phía Nam và lượng mưa hàng ngày của 12 trạm khí tượng quốc gia bao gồm cả Quảng Đông Jingde đã phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử. Kể từ cuối tháng 6, lưu vực sông Châu Giang đã phải đối mặt với 7 trận lũ lụt lớn hiếm có trong lịch sử và sông Bắc Giang của sông Châu Giang đã phải hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng.
Seo Chan, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết kể từ mùa lũ năm nay, miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu một lượng mưa tích lũy lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian kéo dài và mức độ cao của các khu vực mưa bão chồng chéo. Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi miền Nam Trung Quốc chủ yếu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu khí quyển bất thường. Kể từ tháng 6, hoàn lưu khí quyển ở các vĩ độ trung bình và cao của Âu Á có hướng kinh tuyến lớn và các hoạt động không khí lại ảnh hưởng đến miền Đông Trung Quốc diễn ra thường xuyên. Đặc biệt trong nửa đầu tháng 7, xoáy thuận lạnh Đông Bắc hoạt động mạnh hơn, phát triển mạnh và mạnh dần xuống phía Nam, một mặt kéo theo không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam ảnh hưởng đến khu vực Nam Giang Nam và Nam Trung Quốc, mặt khác nó cũng làm cho Thái Bình Dương 2,760, 0,06, 2,22%. Đồng thời với sự xuất hiện và hình thành của gió mùa hạ, sự vận chuyển hơi nước từ phía Tây Nam do hoàn lưu gió mùa dẫn đường tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Tóm lại, hoàn lưu khí quyển bất thường đã dẫn đến lượng mưa quá mức ở miền Nam Trung Quốc và gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!